Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Chính trị ban hành quy định số 132 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Điều 6 của quy định này nêu rõ những hành vi lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng tiêu cực, trong đó có chỉ đạo hoặc cung cấp tiết lộ thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án, vụ việc trái quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực tế cho thấy bên cạnh việc cán bộ làm chưa hết trách nhiệm, không loại trừ khả năng chính cán bộ làm lộ lọt thông tin khiến nghi can trốn thoát sang nước ngoài trước khi bị khởi tố. Ngày 29 tháng 4 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty AIC. 12 ngày sau, ngày 10 tháng 5 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra cho biết bà Nhàn đã bỏ trốn nên ra quyết định truy nã. Điều đáng chú ý, bà Nhàn không phải là trường hợp đầu tiên bỏ trốn. Trước đó đã có Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị PVC, tổng giám đốc công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy và cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn ra nước ngoài. Bỏ trốn ra nước ngoài trước khi là có cái khởi tố bị can thì rõ ràng đây là một vấn đề mà dư luận người ta cũng rất xôn xao. Người ta cũng đặt ra mấy vấn đề thế này. Một là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tham gia tố tụng đến đâu. Và thứ hai, rồi các cơ quan khác có liên quan cũng có trách nhiệm chỗ này thế nào. Và cái thứ ba là cũng có thể là do bản thân người ta chủ động và người ta nắm tình hình, người ta biết là tình hình và người ta chủ động trốn ra nước ngoài. Thế thì rõ ràng ở đây chúng ta phải thấy rằng là nó liên quan đến trách nhiệm của ai ấy, thì chúng ta cũng không loại trừ một khả năng nào. Theo các chuyên gia, thông tin về nghi can, bị can có thể bị lộ lọt qua nhiều khâu, nhiều giai đoạn. Cụ thể, thông tin có thể bị lọt ngay từ quá trình lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra đến cả quá trình điều tra, khởi tố. Làm thế nào ấy là khi có kế hoạch thanh tra, kiểm tra, khi có định hướng thanh tra, kiểm tra, khi đã có các cơ quan để mà chuẩn bị vào cuộc gì đó là chúng ta phải chủ động cái việc đề phòng cái khả năng là nó trốn đến nước ngoài để mình có chủ động sớm đi. Và để làm sớm đi thì như vậy là nó sẽ không có tình trạng này xảy ra được nữa. Những người mà có hành vi vi phạm, người ta cũng về ý thức chủ quan cũng như là về các cái đơn vị đấy và các con người đấy đều có những luật sư để mà tham vấn những cái ý kiến thì người ta đã nhận thức được là những hành vi của người ta có vi phạm để người ta đã kịp thời bỏ trốn. Lên để tránh cái tình trạng này thì tôi nghĩ rằng là cần phải ra áp dụng các biện pháp cấm xuất cảnh ngay từ cái khâu mà chúng ta thanh kiểm tra ở giai đoạn tiền tố tụng. Như vậy, cần có quy định cụ thể hơn về kiểm soát quyền lực trong giai đoạn tiền khởi tố để kịp thời ngăn chặn nghi can, bị can bỏ trốn sang nước ngoài nhằm trốn tránh bị xét xử. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi những tin tức quốc tế qua phần trình bày của biên tập viên Thanh Huyền. Xin mời chị. Vâng, xin được cảm ơn chị Khánh Thư. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin GMT+7. Những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây.